Mục đích của việc phân loại, phân nhóm để làm cơ sở xác định phạm vi bảo vệ, yêu cầu, nội dung quản lý bảo vệ, chế độ, biện pháp tổ chức quản lý bảo vệ phù hợp với từng loại nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự. Mặt khác, việc phân loại, phân nhóm còn làm cơ sở để xây dựng chế độ chính sách cho các đối tượng liên quan đến công tác quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Việc giao Chính phủ quy định chi tiết loại danh mục nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự là phù hợp với tính đặc thù, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Mục đích quy định chế độ quản lý các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để bảo đảm an toàn bí mật cho công trình quốc phòng và khu quân sự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện cho người dân chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ, bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.